Cái cây chảo Vũ Hải thật tự hào khi được cung cấp sản phẩm của mình đi phục vụ bà con khắp nơi trên cả nước. Với hôm nay là một chuyến lưu hành đi Bắc Giang và Lạng Sơn là phục vụ bà con. Hiện tại thì các dàn cày của cơ khí Vũ Hải bao gồm là 3, 4, 5 và 6 đã được sắp gọn trên chuyến xe ca và chuẩn bị đến giờ khởi hành lên đường. Bà con và anh em có nhu cầu cũng như là tin tưởng sản phẩm của cơ khí Vũ Hải thì xin liên hệ trực tiếp đến số điện thoại là 0982 975 256 hoặc là 0936 975 256. Ngoài ra thì bà con dù là ở gần ở xa mà nha, có nhu cầu nhã ý để tham quan cũng như là đến trực tiếp xưởng sản xuất của cơ khí Vũ Hải thì xin mời bà con đến địa chỉ là xóm 5, thôn Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Sẽ cung cấp và đáp ứng cho bà con toàn bộ những sản phẩm như ý và hoàn hảo nhất. Bảo hành và bảo đảm cho bà con với những cái chất lượng mà tối ưu nhất của cơ khí hiện tại mà đang sản xuất. Và hiện là toàn bộ là quang cảnh của xưởng sản xuất. Đây là cháu lớn nhà Vũ Hải đang chuẩn bị để chờ nối nghiệp của cha. Còn đây là tài xế Hoàng Long. Đây là máy uốn vanh bánh lồng loài nhỏ, đây là máy lốc V. Ngoài ra kia là máy bẻ và dập chân trống đũa, các loại máy hàn. Đây là máy đột, đây là phay mặt bích bà con ạ, phay mặt bích bừa lăn. Đây là bích phục vụ cho sản xuất đĩa cày. Ngoài ra đây là những công cụ máy móc để có thể là phục vụ trong sản xuất. Máy tiện, máy ép thủy lực 80 tấn. Máy tiện, máy hàn CO2, máy hàn mix, máy cắt plasma 120A, các cái máy hàn 200A, 300A, 400A, máy phay, máy nén khí và máy khoan.